Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 đồng token có ký hiệu INF4. Thì để tham gia giao hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình, Telegram sẽ tắt chatbot. Rồi các bạn click sang các bạn, 62-79 còn âm 15 các bạn. Qua 17 chứ. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của bạn join group nữa. Rồi bạn mới đập nè. Rồi nhiệm vụ thứ hai của bạn join kênh seller nữa. Rồi bạn mới đập nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và retweet nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tờ tweet lên nè. Sau đó các bạn mới đập lên nè. Các bạn follow Facebook nữa. Trên Facebook thì bạn bấm thích nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi bạn follow Instagram nè. Lâu quá. Trên Instagram thì bạn theo dõi các bạn. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục cũng follow tờ Twitter và tờ tweet cái nữa nè. Rồi các bạn like nha, các bạn tờ tweet hoặc là chỉnh chặn tờ tweet cũng được, mình chỉnh chặn tờ tweet luôn đi các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn xoay tiếp kênh Telegram nữa nè. Rồi các bạn bấm chụp cái tên. Rồi các bạn đi địa chỉ email tất cả bạn giao nè. Trên kênh tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter tất cả bạn đã follow dán. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile Facebook mình nè. Trên Facebook bạn nhập 10 tên nè. Các bạn nhập cho avatar của mình nè. Các bạn nhập cho 3 cánh cùng nè. Các bạn sẽ chép Facebook nè. Sau đó bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục bạn gửi đường link Instagram mình nè. Dự án này khá là ngon nè, bạn cố gắng làm dự án này nha bạn. Sao lâu vậy? Trên Instagram bạn muốn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Đâu mũi tạo. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cánh cục nè. Rồi các bạn sao chép đường link Instagram mình nè. Các bạn gửi cho bot nè. Sau đó nó có hỏi cho này drop subscribe kênh YouTube không, bấm Z. Tiếp tục submit đường link profile YouTube của mình nha các bạn. Trên YouTube các bạn nhấp cho ba anata mình nè, vào kênh của bạn nè, nhấp ba cánh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép đường link nha các bạn. Rồi gửi lên cho bot nè. Sau đó các bạn share video lên Twitter và gửi lại đường link cho nó nè các bạn. Sẽ quay dùm dòng trời. Rồi các bạn muốn chia sẻ nó các bạn. Rồi các bạn tự quyết nha các bạn. Rồi bấm đăng test nè. Rồi các bạn bắt đầu lên nè. Mở tự quyết tờ bên ngoài lại. Rồi các bạn nhấn 3 cánh cục nhấn dùm hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn đã tự quyết nè. Sẽ chép liên kết nè. Rồi để cho bot nè. Đâu ta. Rồi bấm set nha bạn. Sau đó thì các bạn bấm set luôn nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BB sẽ bán trên B20 trên dịch chocolate tất cả bạn nha bạn. Con này chạy trên nền tảng nghe thế. Rồi bấm complete chạy gấp mình đã nhận được. Mỗi lượt ghép các bạn gì đến ghép chia sẻ cho bè và người thân các bạn. Mỗi lượt ghép các bạn nhận được 16 token INFP khoảng 4 đô. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.